Em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. Thì mới nhất trong cái ngày hôm nay em Đức Hải Dương lại làm video và báo giá cho anh em chị em thêm cái mẫu xe tập lái. Cái mẫu xe này là Suzuki nhập Nhật nguyên chiếc. Cái mẫu này được sản xuất 1996. Động cơ được trang bị động cơ máy xăng 1.6 anh em nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Suzuki này thì đâu đó là rơi tầm 6 đến 7 lít xăng. Xe thì em Đức trước mua của một bác ở bên Hưng Yên. Trước này thì bác ấy vẫn đi Móng Cái các bác nhá. Hưng Yên Móng Cái. Anh em chị em muốn mua cái mẫu xe Suzuki nhập Nhật này thì cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Vũ Thái Kim Thành Hải Dương. Các bác đến hai địa chỉ trên thì nhớ alo trực tiếp cho Đức qua số điện thoại là 0962 567089 và một số là 0975 567089 để được kết nối Zalo trực tiếp luôn. Thì hiện tại cái mẫu xe Suzuki này em Đức về dọn sơn rất là đẹp rồi. Dọn từ trong ra ngoài khá là kỳ công. Và bây giờ em Đức đang chào bán giá là 40 triệu. Anh chị và các bạn chúng ta mà muốn mua về tập lái hoặc là mua về thay chiếc xe máy thì rất là tuyệt vời. Em này thì máy ngon, máy cực ngon các bác nhé. Điều hòa mắt lạnh luôn. Em này thì khung gọi là xương cực kỳ chắc chắn. Màu đỏ cờ các bác nhá. Màu đỏ cờ. Giá hợp lý cho anh em. Sơn luôn này cực bóng luôn. Đấy. Thì cái bộ đèn của nó đây anh em ạ. Su nhập Nhật nguyên chiếc sedan hai đầu. Đấy. Cái hàng su nhập Nhật này thì nó cũng rất là lành luôn các bác ạ. Cực lành. Màu đỏ cờ anh em nhé. Màu đỏ cờ. La răng em này thì được ốp la răng sắt. La răng sắt ốp nhựa. Cái body lốc này là vẫn là của nó anh em ạ. Nguyên bản luôn. Đấy. Sơn em Đức là làm rất đẹp rồi. Gương. Gương này là em Đức mới thay các bác nhé. Thay một đôi gương mới này. Sơn toàn bộ xe này. Đấy, sơn toàn bộ xe. Đèn này đèn kính anh em, đèn kính. Em này rất cực dễ lổ luôn. Đấy, máy ngon. Điều hòa mát buốt các bác nhá. Đây. Xe này thì bác chủ nhân bác ấy vẫn đi Quảng Ninh. Hưng Yên Móng Cái anh em nhá. Đấy, em Đức thì cũng mua gọi là dọn lên. Dọn đẹp lên cho anh em chị em chúng ta về đỡ và dọn. Thì cũng để đi. Màu đỏ cờ. Sơn cực bóng luôn. Sơn này em Đức sơn cả xe các nhá. Sơn cả xe. Không có tỉa tót gì cả. Sơn cả con luôn. Đây gương thì thay một đôi gương mới cứng. Cực cực. Đăng kiểm của em nó thì đến tháng 5 năm 2021. Đấy. La răng được ốp nhựa. Suzuki nhập Nhật. Cái dòng sedan đời 96 này. Sản xuất 1996. Ghế da được trang bị hai màu anh em nhé. Trang bị hai màu. Đen đỏ. Nội thất em này thì rất là đẹp, sạch sẽ đẹp. Xe rất là thơm luôn.
Thì em Đức cũng đi lanh quanh trong cái huyện, rồi là đi Hải Dương, Hải Diếc, Hải Phòng, Hải Phiếc các bác nhá. Đấy, thay con xe máy che nắng che mưa. Điều hòa này thì mát vuốt luôn. Chất lượng của em nó còn khá là ok. Giá 40 triệu. Anh em nào 4 5 anh em mà chung tập lái mà chung mua này ra thì mỗi ông bỏ ra chục bạc. Rất tuyệt vời luôn. Đây, anh em nhìn. Khung xương mua này thật sự ra là nếu mà để về sắt xi em này thì hơn hẳn những cái dòng Kia Bride bờ đúng các bác nhá. Xe nó rất dày dặn luôn, nó không bị mọt. Phù hợp cho anh em mua về thay con xe máy. Đây này, cái xương của nó rất dày anh em ạ. Khung sườn nó này rất dày dặn luôn. Đấy, cực kỳ dày dặn các bác nhé. Cốp của nó đằng sau đây. Sắt xì nó đây các bác này. Rất dày luôn. Không bị mọt mẹt cái gì cả. Đây anh em này. Lốp láp của nó đằng sau đây. Cái bộ áo mưa, áo ghế này là của một anh em khác, anh em người ta gửi vào xe này các bác nhé. Cái bộ áo ghế đấy không phải của em Đức. Đấy. Xe anh em thì chúng ta mua về cũng sẵn đổ xăng thôi. Tập lái hoặc là mua về thay xe máy được. Giá 40 triệu. Máy ngon, điều hòa mát. Gầm bệ chắc chắn, sơn vỏ đen. Con này nó rất dày luôn. Sắt xi cực kỳ dày dặn các bác nhé. Đây anh em nhìn. Cái đinh tán của nó này. Đinh tán xương của nó này. $40 triệu cái mẫu xe Suzuki này. Anh em chị em mua về. Trước kia của nó là nó cũng khá là nhiều đồ, còn đồ chơi luôn. Gương cụp xòe này các bác này. Cụp xe này, rồi là chỉnh gương này. Đấy, cần chỉnh gương nó đây. Nó rất là nhiều nhiều thứ. Đấy. Rồi, chúng ta ra xem cái khoang động cơ. Đây là khoang động cơ của chiếc Su các bác nhé. Khoang động cơ của em Suzuki. Máy Suzuki thì các bác biết rồi. Máy cực bền luôn. Cực kỳ bền. Mà đồ Su cực kỳ rẻ luôn các bác nhé. Rất rẻ luôn. Sắt xi của nó rất là dày. Không có hiện tượng là bị mọt mẹt cái gì anh em nhé. Đấy, cái dòng Su này. Đây, máy móc sang choang anh em. Bình ắc quy này là em Đức mới thay luôn nha các bác nhá. Bình ắc quy mới. Bình ắc quy 2020 luôn anh em nhá. Đấy, từ tháng 10 năm 2020. Và em Đức sẽ lổ máy này cho anh em chị em chúng ta nghe tiếng động cơ các bác nhá. Con này cực kỳ dễ lổ anh em ạ. Máy thì lổ êm do do luôn. Đi con này rất êm. Đi con này cực êm và cực sướng anh em nhá.
chị em luôn. Đi con này rất sướng và rất êm. Anh chị và các bạn muốn mua cái mẫu Suzuki này thì liên hệ với trực tiếp với em Đức qua số điện thoại là 0962 567 089 và một số là 0975 567 089 để được kết nối Zalo trực tiếp các bác nhé. Các bác muốn mua thì cứ đến hai địa chỉ trên thì alo trực tiếp cho em Đức. Và một lần nữa em Đức ở Hải Dương chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn là chúng ta là luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Đức Hải Dương. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhá.